ăn như lợn. Ngày xưa, có một anh chàng rất lười biếng, nhưng lại rất tham ăn. Nhiều lúc đi đâu thấy đồ ăn ngon, không kìm lòng được, anh ta lại thò tay ăn vụng. Vợ anh khuyên hoài mà anh ta vẫn không bỏ được tật xấu này. Mình ơi, dậy đi cày đi, ruộng người ta cày hết rồi kìa, chỉ còn mỗi nhà mình thôi à. Hôm nay sao mà tôi mệt quá à? Nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt nữa. Tôi mà đi cày giờ chắc ngã ngoài đồng mất. Chẳng biết ốm thật hay ốm giả nữa. Cứ hôm nào tôi gọi mình dậy đi làm là y như rằng đau đầu, đau bụng, đau chân, đau tay. Ấy trời ơi, đói quá. Ngon quá. Tôi sang nhà mẹ đẻ mấy hôm, mẹ đang bị ốm. Mình ở nhà nhớ chú ý cho lợn gà trâu bò ăn uống đầy đủ đấy nhé. Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi đi nha. Hey, như thế này là xong. Cần gì phải đi chăn làm gì cho mất công chứ. Mọi việc xong hết rồi, giờ làm gì bây giờ? Ở nhà thế này chán quá. À ha, hay là qua nhà ngoại xem vợ đang làm gì đi. Khổ, đã bảo mình ở nhà lo việc nhà đi mà, chạy tới đây làm gì? Ở nhà không có việc gì làm nữa, nên tôi qua đây gặp mình. Thế đã hỏi thăm mẹ chưa? Mẹ đang ốm đấy. Ờ, lát nữa tôi vào. Thế anh vào nhà, giả bánh về giúp mẹ đi. Bánh vừa nấu xong, đang để trong son đó. Mình cho vào cối mà giả đi. Thế là trưa nay có bánh dày ăn rồi. Để tôi vào giả nha. Khi giả bánh, nhìn bánh trắng xóa, anh chồng lại nổi cơn thèm ăn. Nhưng lúc không có ai để ý, anh ta lại cho một miếng bánh to vào mồm, ngồm ngoàm nhai. Nhưng đúng lúc ấy, người mẹ vợ lại xuống bếp rót thuốc. Còn đến khi nào vậy? Mẹ xuống rót bát thuốc, còn đang giả bánh đây à? Con hôm nay con bị sao vậy? Miệng sao lại phù lên thế? Cả miệng anh ta ngậm cái bánh to, muốn nói cũng nói không được, nhưng lại sợ mẹ vợ cười. Hết cách, đành cố nhịn không nói. Khuôn mặt kìm nén đến đỏ rực. Bồ ơi, con vào mà xem chồng con bị làm sao này. Vâng, con vào ngay. Đưa đây, tôi xem nào. Hả? Sao lại bị nổi cái gì mà cứng cứng thế này? Không xong rồi, để tôi gọi cha ra xem thử nha. Cha, cha ơi, cha. Ơi, có chuyện gì thế? Chồng của con vừa mới đến, không biết ở nhà mắc phải bệnh lạ gì, miệng phù lên, ngay cả nói chuyện cũng không nói được kìa cha. Ơi, sao lại thế? Bỏ tay ra cha xem nào. Vừa đến tại sao lại bệnh rồi? Vâng, lúc đến vẫn còn tốt lắm mà. Con hỏi con làm gì, vừa chớp mắt miệng đã phù đến cứng đơ rồi. Thôi chết, nói cái hạnh gì cứng cứng, bệnh lạ đây, phải nhanh chóng đi tìm đại phu đến xem. Bài quá, cạnh nhà mình có đại phu. Đại phu đến rất nhanh. Trước tiên ông thăm hỏi một chút về bệnh tình, lại sờ vào miệng anh ta. Ông ta đắc chí phán một câu rất chắc chắn. Bệnh này rất nguy hiểm, thật may là tôi đến kịp lúc nên còn có thể chữa khỏi. Nhưng mà phải dùng dao mổ miệng ra, lấy vật bên trong ra mới được. Người chồng ham ăn nghe nói dùng dao cắt miệng, bị dọa đến mặt tái mét. Nhưng đang có nhiều người như thế, anh không dám nôn gạo ra, đành lắc đầu lia lịa, tỏ ý không cần. Không sao đâu, trong lĩnh vực này y thuật của tôi là cao minh nhất, tôi đảm bảo không để anh thấy đau. Nếu không, tính mạng của anh sẽ khó giữ. Mọi người giúp tôi giữ chặt anh ta, nhất định đừng để anh ta động đậy. Tôi phải bắt đầu mổ, nếu không sẽ không có kịp. Anh à, chịu khó một chút thôi nha, để đại phu lấy cái hạch ra đi, sẽ không đau lắm đâu. Mọi người tập trung giữ anh ta lại đi, để tôi mổ lấy cái hạch ra.
Cậu yên đi xem nào, để tôi cắt một đường nhỏ thôi, sẽ không đau lắm đâu. Anh chồng sợ quá, toàn phun hết gạo từ miệng ra. Ôi trời ơi, cái hạt nó băng hết vào người tôi rồi. Nó là bánh, chứ không phải là hạt đâu. Anh đứng lên cho tôi, sao anh phải thế này chứ hả? Ra là bác ăn vụng mà lại không chịu nhận. Đã ăn vụng mà không chịu nhận, thật trò cười. Lười biếng lại tham ăn tục uống, thật chán con rể nhà này quá đi. Lần ấy anh chồng xấu hổ lắm. Từ đó về sau, anh chồng kia chừa hẳn thói hay ăn vụng. Mặt khác, anh cũng bớt lười biếng hẳn mà chăm chỉ lao động hơn. Cháy nhà. Nếu tôi không nhầm, chiếc bình này dễ cũng phải từ 500 năm trước. Ông nói đúng rồi đó. Giờ xin hãy chú ý đến những hoa văn trên thân gốm để biết được ngay giá trị của nó. Quả đúng là một đồ vật quý, lần đầu tôi được thấy. Nói thật với ông chứ, trong gian phòng này tôi bày toàn những đồ vật quý giá nhất, đẹp nhất. Ông hãy nhìn kia. Đẹp quá. Chuyện vì chúng được khảm bằng ngọc lẫn với đá quý. Cả tổng này tôi đảm bảo với ông cũng chỉ có một mà thôi. Hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi. Cũng đã muộn, xin phép ông tôi lại nhà. Lần sau tôi lại sang nhờ ông thỉnh dạy tiếp ạ. Vâng, xin hẹn ông lần sau ạ. Thưa ông, khách về rồi ạ. Phải, mà sao ban nãy mày không mang trà lên mời hai ông hả? Dạ, con có mang lên mấy lần đấy chứ ạ. Nhưng mà thấy hai ông đang bàn chuyện say sưa quá nên con lại quay xuống ạ. Thật không? Dạ, nào là bình cổ, nào là bức tranh tứ bình, rồi bức câu đối. Nói cho mày biết, trong căn phòng này toàn là đồ quý giá cả đó. Dạ. Mà sao nhà cửa vắng tanh thế này? Dạ, sáng nay bên ngoại có dỗ, cho nên bà chủ cùng người làm sang đó hết cả rồi. Ông con ta cũng chuẩn bị đi thôi ạ. Ừ nhỉ, mày không nói thì ta quên mất. Thôi, mau chuẩn bị đi còn kịp. Vâng ạ. Dần, chúng ta lên đường thôi. Ông ơi, mùi gì như mùi khét? Trời, trời ơi, cháy ư? Lẽ nào, để con chạy đi xem thế nào ạ? Ông ơi, nguy rồi. Cháy to ở dưới bếp lan lên. Giờ không thể dập nổi và xung quanh không có ai để nhờ giúp cả. Chúng ta mau chuyển đồ ra thôi ạ. Trời ơi, phải mang cái gì đi trước đây? Cây quạt hoa độc nhất hay bức tứ bình quý hiếm? Những chiếc bình quý này nữa, ta không thể để mất chúng được. Bức tứ bình của ta, trời ơi, tùng trúc, cút mai. Cút mai gì ạ? Chán mày quá, không có tí kiến thức nào về nghệ thuật cả. Đến tùng trúc cút mai còn không hiểu thì mày còn hiểu cái gì quý giá nhất mà cứu được cho ta chứ? Còn chiếc tủ chè này của ta, gỗ rồi mấy trăm năm không thể thành tro bụi. Ông ơi, lắm không bơi được đâu ông ơi. Dân, phải mang chiếc tủ chè kia ra, ta không thể để mất nó được. Ông ơi, phải ra ngoài thôi, ở lại đây sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông đó. Trời ơi, vậy là đã hết thật rồi sao? Phải rồi, đây rồi, bức tứ bình của ta. Ôi, đây nữa, cái bình bằng ngọc quý. Phải rồi, bộ âm chén bằng ngọc lục bảo. Dần ơi, sao con giỏi thế? Con đã cứu được cho ông những thứ quý giá nhất. Mà sao ngày thường ông tưởng mày chả biết gì, sao lúc cháy nhà mày lại biết cứu được cho ông toàn đồ quý giá thế? Tại
Tại vì ông chủ còn mãi suy nghĩ đắn đo nên mang theo cái này hay cái kia. Con chẳng hiểu gì lắm, chỉ nghĩ là cái nào gần nhất thì con lấy thôi ạ. Ờ, đúng rồi, khi cháy thì phải cứu cái gì gần được nhất. Mày nói chứ phải, ông mới là kẻ lẩm cẩm ngu dốt dần à. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ngài xem lụa bóng đi, hàng mới về đó ạ. Lụa bóng à, mẫu mã nhìn cũng được, để tôi xem đã. Có chuyện gì thế anh kia? Dạ, nghe nói ông đang cần tìm quản gia, tôi đến đây để xin việc ạ. Nhưng mà tôi đã có quản gia rồi. Nhưng cửa hàng tôi nhiều việc lắm, anh có muốn làm không? Dạ, cảm ơn ông chủ, nhất định tôi sẽ cố gắng. Việc gì tôi làm cũng được. Rất tốt. Thưa ông, hàng đã sắp xong rồi ạ. Được rồi, anh đi giao chuyến hàng này luôn nha. Ơ, đi giao hàng luôn ạ? Đúng vậy, chuyến hàng này phải giao đến phủ họ Nguyễn ở Thành Nam. Cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Dạ, vâng ạ. Cậu đến giao lụa à? Dạ vâng. Tốt lắm, cậu chuyển vào kho cho tôi. Dạ vâng ạ. Tốt lắm. Dạ, xin ông ạ. Mệt quá, giờ chỉ muốn ngủ một giấc đã đời. Mình vào nhà trọ làm một giấc cho khỏe, ai biết đâu mà lo. Hóa ra nữa đây, làm tôi chạy tìm bỡ hơi tai. Tại vì tôi thấy trời khuya quá rồi nên... Thế có việc gì mà anh phải đi tìm tôi thế này? Có việc gấp đây, ông chủ dặn anh phải đi lấy hàng gấp. Vì ở nhà đã hết nguyên liệu dệt vải. Đi luôn trong đêm sao? Đúng vậy, vì làng Vân ở thành Bắc rất xa. Anh đi nhanh lên đi. Ôi, trời đất ơi, cái số tôi sao lại khổ thế này. Anh tính tiền cho tôi với. Đêm hôm khuya khoắt thế này anh còn định đi đâu? Ôi, tôi phải đi lấy hàng gấp, lên tận làng Vân. À, làng Vân hơi xa một tí, nhưng đường thẳng một mạch rất dễ đi. Anh cứ đánh xe ngựa chạy một lèo, canh bốn là đến nơi rồi. Ôi, đường thì tôi đi suốt còn lạ gì. Nhưng đêm tối, trời lạnh thế này, được ngủ một giấc có phải sướng thân không? Khổ cho tôi quá. À, đúng rồi. Mình có thể viện lý do là đường ấy có một toán cướp mới rất táo tợn, nên mình không thể đi đêm được. Mất tiền mới sợ chứ. Của anh hết 2 xu. Nè anh. Ông chủ, tôi không đi nữa. Dậy, mau! Tên kia, khôn hồn thì đưa hết tiền ra đây. Nhanh! Dạ, xin các ông tha mạng. Rút thôi. Biết thế này, mình rời nhà trọ đi từ sớm. Biết đâu, giờ thì mất hết cả tiền thế này. Về nhà ông chủ thế nào cũng đuổi mình đi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trời ơi là trời! Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.